Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 05 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó, bằng việc ban hành kế hoạch hàng năm với phương châm chọn việc trọng tâm, hành động quyết liệt, Nghệ An đã đạt kết quả vượt trội trong công tác cải cách hành chính khi một số chỉ số cải cách hành chính quan trọng của tỉnh được Trung ương xếp hạng đều đã có sự cải thiện. Đặc biệt, việc hơn đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ đã được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Hoàng Yến về sự nỗ lực quyết tâm của tỉnh và một số điểm nhấn nổi bật trong xếp hạng cải cách hành chính của Trung ương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với ban hành nghị quyết về cải cách hành chính ngay từ đầu nhiệm kỳ, thì Nghệ An là một trong số ít các tỉnh thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và hàng năm chọn các đơn vị làm điểm và ban hành kế hoạch cải cách hành chính. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để bám sát chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt. Nhằm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, Nghệ An đã rất nỗ lực trong tăng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Nếu như năm 2021, số dịch vụ công trực tuyến toàn trình chỉ chiếm chưa đầy 1/3, thì đến thời điểm hiện nay đã tăng lên 1/2. Như vậy là các chỉ số về công tác cải cách hành chính trong tỉnh trong những năm gần đây đã có cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của Nghệ An chỉ xếp thứ 24 trên 63 tỉnh, thì đến năm 2020 xếp thứ 18, tăng 6 bậc so với năm 2019. Và vào các năm 2021, 2022, 2023, mỗi năm đều tăng 1 bậc. Với kết quả này, năm 2023, Nghệ An đã vươn lên đứng đầu trong các tỉnh Bắc Trung Bộ. Và với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đặt ra là đến năm 2025, chỉ số cải cách hành chính PA Index nằm trong 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Và như vậy là đến năm 2023, chúng ta đã đạt được mục tiêu này. Về chỉ số CPAS, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đã có bước nhảy vọt ấn tượng. Nếu như năm 2019, năm cuối của nhiệm kỳ trước, chỉ số CPAS của Nghệ An đứng thứ 53 trên 63 tỉnh thành, thì đến năm 2020 tăng lên vị trí 48, năm 2021 tăng lên vị trí 35 và năm 2022 đứng thứ 14 trong 63 tỉnh thành. Và năm 2023 đã tăng lên 12 trong 63 tỉnh thành. Vâng, trên đây là những chỉ số cải cách hành chính đã có sự vượt bậc qua bảng xếp hạng của Trung ương qua các năm. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự ghi nhận của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia. Và phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ điểm lại về một số kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của nhiệm kỳ này. Tháng 10 năm 2020, ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh đã đi vào vận hành và hoạt động. Với 1.400 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết của 18 sở ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn. Trong 4 năm qua, Trung tâm đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trước đây thì tôi đổi giấy phép lái xe và trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải thì có nhiều cái thủ tục nó cũng đang còn hơi lâu, nhưng bây giờ đổi trực tuyến thế này đến tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công này được sự hướng dẫn và tận tình giúp đỡ của các anh chị đấy thì tôi cảm thấy rất là thuận tiện. Kết quả sau 20 phút thì đã xong toàn bộ rồi. Trung tâm là luôn là kiện toàn nâng cao cái chất lượng của thủ tục hành chính, đặc biệt là đề xuất nhiều các cái giải pháp để mà nâng cao cái mức độ của dịch vụ công trực tuyến. Qua 4 năm hoạt động thì tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến nó cũng được là gần 65%. Không chỉ ở cấp tỉnh, mà đầu nhiệm kỳ đến nay, các trung tâm giao dịch một cửa cấp huyện, cấp xã cũng đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, tăng số thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và hỗ trợ hướng dẫn cho người dân thực hiện. Hôm nay tôi đến đấy làm giải khái sinh của yếu tố người nước ngoài, được anh chị cán bộ hỗ trợ khai báo trực tuyến. Tôi cảm thấy rất thuận tiện.
Tôi đến đây để xin cái trích lục bản đồ số hỗ trợ trong công việc thủ tục làm cấp đổi bìa đất, về hỗ trợ các cái màn hình vi tính để cho người dân trực tiếp nhìn nhận được cái thửa đất, cái bản đồ thửa đất của mình, nó cũng rất là thuận tiện. Để cải cách hành chính không còn là một điểm nghẽn trong thu hút đầu tư cũng như phát triển của tỉnh, nhiệm kỳ này, Nghệ An đã duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành với các nhà đầu tư để kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, tăng cường hỗ trợ có hiệu quả cho các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tích cực chủ động và linh hoạt trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Các sở ngành cũng quan tâm trong cắt giảm các thủ tục, quy trình xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Tôi đến làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp ở thị trấn Thanh Chức. Thì cán bộ hỗ trợ rất là nhiệt tình và đầy đủ hướng dẫn theo đúng quy định pháp luật của nhà nước. Với Nghệ An thì chúng tôi thấy rằng là về đầu tư, trong đó có đầu tư công, đầu tư nước ngoài, cơ bản triển khai rất là tốt trong thời gian vừa qua. Thứ hai là cũng đã và đang quyết liệt hơn về câu chuyện cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh của Nghệ An cũng đã tăng lên. Có thể nói là việc tạo chuyển biến tốt về công tác cải cách hành chính từ đầu nhiệm kỳ đến nay không chỉ phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp mà còn là yếu tố tiên quyết để Nghệ An thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Tới đây thì tôi xin dừng phần trình bày của mình. Xin được trở lại trường quay.